lại đi mau. Thả tôi ra. Anh người đừng đánh nhau nữa. Thật không thể chịu nổi chuyện này. Đôi vợ chồng góp gạo thổi cơm chung khi tuổi đã xế chiều, khiến con riêng của họ phải nhận thêm những người anh em trên trời rơi xuống. Anh trai, tên khốn này, anh đang dọa tôi đấy à? Thách anh tát tôi đấy, tát thử đi. Anh chết chắc rồi. Thả tao xuống ngay. Bố đây đi đâu nhỉ? Chú ơi, tôi không thể liên lạc được với bố mẹ tôi. Đã có chuyện gì đó xảy ra với bố mẹ? Tính cách khác nhau nên mỗi lần gặp nhau là gây sự cãi cọ, cho tới khi bố mẹ mất tích một cách đầy bí ẩn, họ buộc phải cùng nhau tìm hiểu sự thật đang ẩn giấu. Với sự pha trộn giữa hài hước và bí ẩn, bộ phim đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc cùng một kết thúc đầy bất ngờ. Bố tôi đang ở đâu? Cãi nhau thì mới là anh em chứ. Bố đã nói là năm anh em mà. Đón xem bộ phim Hàn Quốc Năm Anh Em Đại Bàng trên kênh Screen Red.